SCTV6 phiên bản 60 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Vào tối qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách 30 cầu thủ sẽ lên đường sang Singapore tham dự AFF Cup 2020. Trong số 35 cầu thủ được triệu tập, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã loại 5 cầu thủ là Lý Công Hoàng Anh, Hồ Thanh Minh, Lê Văn Đô, Phạm Tuấn Hải và Phạm Văn Cường. Như vậy, Đỗ Hùng Dũng sau khi được gọi lên tuyển cách đây ít ngày cũng đã được thầy Park tin tưởng để cùng toàn đội tham gia vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup. Theo kế hoạch, trong sáng ngày hôm nay, toàn bộ 30 cầu thủ cùng với ban huấn luyện sẽ di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Đội sẽ có một buổi tập vào sáng mai trên sân Thống Nhất trước khi lên đường sang Singapore vào chiều cùng ngày. Kênh truyền hình SCTV6 phim 360 hoàn toàn mới.